này thiện hiện vì sắc chẳng thể nhiếp thọ nếu sắc chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải là sắc thọ tưởng hành thức chẳng thể nhiếp thọ nếu thọ tưởng hành thức chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải là thọ tưởng hành thức này thiện hiện nhãn xứ chẳng thể nhiếp thọ nếu nhãn xứ chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải là nhãn xứ nhĩ tý thiệt thân ý xứ chẳng thể nhiếp thọ nếu nhĩ tý thiệt thân ý xứ chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải là nhĩ tý thiệt thân ý xứ này thiện hiện sắc xứ chẳng thể nhiếp thọ nếu sắc xứ chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải là sắc xứ thanh hương vị xúc pháp xứ chẳng thể nhiếp thọ nếu thanh hương vị xúc pháp xứ chẳng thể nhiếp thọ, thì chẳng phải là thanh hương vị xúc pháp xứ. Này thiện hiện, nhãn giới chẳng thể nhiếp thọ. Nếu nhãn giới chẳng thể nhiếp thọ, thì chẳng phải là nhãn giới. Nhĩ tĩ thể thân ý giới chẳng thể nhiếp thọ. Nếu nhĩ tĩ thể thân ý giới chẳng thể nhiếp thọ, thì chẳng phải là nhĩ tĩ thể thân ý giới. Này thiện hiện, sắc giới chẳng thể nhiếp thọ. Nếu sắc giới chẳng thể nhiếp thọ, thì chẳng phải là sắc giới, thanh hương vị xúc pháp giới chẳng thể nhiếp thọ. Nếu thanh hương vị xúc pháp giới chẳng thể nhiếp thọ, thì chẳng phải là thanh hương vị xúc pháp giới. Này thiện hiện, nhãn thức giới chẳng thể nhiếp thọ. Nếu nhãn thức giới chẳng thể nhiếp thọ, thì chẳng phải là nhãn thức giới. Nhĩ tí thể thân ý thức giới chẳng thể nhiếp thọ nếu nhĩ tĩ thể thân ý thức giới chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải là nhĩ tĩ thể thân ý thức giới này thiện hiện nhãn xúc chẳng thể nhiếp thọ nếu nhãn xúc chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải là nhãn xúc nhĩ tĩ thể thân ý xúc chẳng thể nhiếp thọ nếu nhĩ tĩ thể thân ý xúc chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải là nhĩ tĩ thể thân ý xúc này thiện hiện các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra chẳng thể nhiếp thọ nếu các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra chẳng thể nhiếp thọ, thì chẳng phải là các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra. Các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra chẳng thể nhiếp thọ. Nếu các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra chẳng thể nhiếp thọ, thì chẳng phải là các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra.